Nghe nói chùa Bà Đanh nổi tiếng là vắng he teo, là hôm nay tôi đi vô chùa Bà Đanh đúng là vắng teo, vắng như chùa Bà Đanh. Ui, đây là cái mặt của tôi. Chùa Bà Đanh, đường lên núi Ngọc, lối vào chùa đây. Ok, chùa Bà Đanh mình sẽ đi vô chùa. Ui, về nhiều quá, đi hết lỗ tai. Đây cây rất là rợp, hôm nay trời đẹp, đường chạy lên Bà Thủy trời đẹp, Bà Thủy Lào Cai. Ok, hình như chùa ở bên này, ở phía cái đường vào có cái cầu treo đã ơi là đã, nhìn chạy qua sướng ơi là sướng. Ok, chùa Bà Đanh vắng teo, nào không đóng cửa vắng teo à. Đây là phía cầu xuống bờ sông, chắc ghe thuyền gì hồi xưa hay cập ở đây. À, bên kia có một cái cầu treo rất là dã man con ngàn. Bà Đanh rất là đẹp và sạch tại vì vắng teo. Tôi thấy có một cái cổng chùa, à, có cái cổng mở cửa. Đây là cái gì mà to lắm. Bây giờ đi ra và tôi tiếp tục đi Lào Cai. Wow, Lục Vân, wow. Không biết nên vui hay nên buồn với những cái như thế này. Tôi nói ở Vũng Tàu nó yêu nhau đồ, nó viết lên đá nó graffiti đồ, ở đây nó graffiti lên lá cây luôn. Má ơi, trình này cao quá. Chùa Bà Đanh, cái cây bên đường, không biết cái cây gì. Là một cái núi đá, có mấy con dê ở trên núi, đúng là gọi là dê núi. Ở đây không phải Ninh Bình. Cuộc đời lang thang phiêu du đó đây, mỗi đường bên ta nuôi những giấc mơ, mây trên cao bay cùng ta bao ngày, rừng xanh lưu vết bánh xe giang hồ.